Chị nào bắt nước đâu rồi? Mẹ đi là phải chuẩn bị đầy đủ xong xuôi hết mới đi được. Gác gác cái thân không đi à. Ai tính tiền? Trời ơi nhớ đừng uống hết. Nè cầm mã khoét vô. Ai bán nè? Mớp đen con đâu rồi? Ở đây nè. Trời ơi mẹ ơn trên người mà mẹ còn hỏi gì ta nữa. Đeo vô đi. Đâu rồi, ai bán nước đâu rồi, mất tiêu rồi. Mình đứng dậy có người hỏi thăm liền á, còn mình kêu không ai trả, không ai bán nước. Ủa, con thấy cái chị bán nước đây. Cái chị bán nước đây thôi đi đâu rồi. Chú này đó quá, chắc chú này. Ủa chú à, bác ăn nước phải không? Cái chai này nhiêu tiền? Tính tiền chai nước nè. 15 ngàn. Mắc hơn ngoài 5 ngàn. Chia đây hai chia. Uống đúng ngon, chia đúng điệu. Đây. Rồi chiều mát mát rồi đi qua quận 7 chơi được rồi đó. Yeah. Lang thang ngoài đường. Lang thang ngoài đường. Ồ, đây là một cái máy bán nước tự động rồi. Con biết hả? Dạ, con thấy người ta đi mua bằng cái máy này. Ủa vậy người ta tính tiền sao con biết không? Con biết. Tính tiền bằng gì? À, đưa tiền cho con. À đây nè, nó chỉ đưa tiền cho là. Ô, 10 ngàn. 10 ngàn, nước suối 10 ngàn. Hay là mình đi mua thêm một chai nước đi. Thôi, chi vậy? Rồi nhét vô rồi nó nằm luôn. Nó nằm luôn trong đó luôn rồi khỏi kêu ai luôn. Gặp lúa như mình. Ăn uống no say rồi ha, no đủ rồi ha, có mẹ đói rồi. Trời ơi, con nghĩ sao uống hết chai trà sữa đó. Chai trà sữa đó nó bự thùi luôn. Con thấy ở nhà mẹ ham ăn lắm rồi. Trời ơi, mẹ có ăn gì đâu ham ăn. Mẹ ăn không, mẹ ăn cơm con ăn không hết. Mẹ ăn mít kêu, con đưa mẹ hai muỗng nhẹ nói. Trời ơi, gì mà đưa có hai muỗng gì, đưa thêm vài muỗng đi. Đúng rồi, trái cây thì ăn được. Chân đất vô hả? Có mấy cái hạt cát phổi ra.
đang bị kẹt xe. Kẹt xe trong cảng, nó còn chưa ra được cái cảng nữa cái kìa, trời ơi. Tài xế cũ, ê quên tài xế mới. Trời ơi, nói đi, em hỏi đi, chị loạn nhắn tin cho em ha. Nhắn tin cho ổng, với ông Phi, ông khác, xe khác. Chứ thằng kia nó làm gì để chạy tới nơi. Nè. Đó kẹt xe ở trong cảng, giờ nó lễ, nó nghỉ, nó dồn, nó bị kẹt, ổng bị kẹt. Rồi. Trời ơi trời. Bị chửi te tu hết á, lớp nào chửi. Ai cũng chửi hết. Ai cũng chửi được rồi. Trời, khổ ghê. Mới đầu lễ mà mẹ của chúng ta đã bị ăn một quả xui. Ngày hôm nay không được may mắn rồi. Vừa bị lừa nè. Mà còn vừa bị người ta chửi hết người này rồi đến kia. Chạy ai chạy nắng chạy đường thế nào ngồi cũng bị phỏng bò cháy cái đít luôn, cháy mông chứ cháy đít luôn, cháy chảo chảy rồi chảy rồi cháy. Trời ơi, dơ rồi. Phủi ra, phủi bụi ra, xong mới đậy vô. Để chút xíu nữa chui cái mỏ. Uống cấp khác không. Xe mình đâu rồi? Sân khấu sen hồng. Xe mình là ở chỗ kia kìa. Ừ, thấy rồi. Cất xong mà không nhớ chỗ để trâu. Sao không nhớ? Mà đi qua đây là sao mày không nhớ? Không nhớ vậy hỏi gì? Mày hỏi vậy thôi. Ủa mà mẹ hỏi đi cho con chi? Con chỉ thử coi đúng không? Rồi con đứng đây mát nè. Nè như ý. Cái mặt nó cay. Cái mặt ở chét rồi. Cái xe nóng quá. Là cháy đứt xe rì. Xe đi nè.
ủa mình đi lên đâu? À bên kia, bên kia. Đâu ra bên đây vậy? Tiếp mình rồi.
quên hết rồi, thì đợi con nè. Đứa nào làm rớt cái nắp xuống lụm. Chờ. Phường 6, quận 4. Đâu quận 4 rồi. Ê, phường 3, bên kia phường 6, bên đây phường 3, Khánh Hội mà. May chuyển dữ quá ta. Coi bộ ngày hôm nay không có được con này nè. Mưa thì nắng chang chang, giờ này thì bắt đầu sẫm màu rồi. Mày được ủng hộ nha. Thank you.
cầu Phú Mỹ, quẹo phải là cầu Hiền Lam. Bây giờ mình đi thẳng. Ở đây cũng Sunrise Station nè, Nguyễn Thị Thập. Gần cái đâu này.